Này, mày bắt đi tao lên đó. Để chân kia lên đi mẹ, để chân kia lên. Đây mày đưa chỗ đây. Xong rồi mày ra đứng kia mày canh cổng nhá. Có gì mà phải báo luôn đấy. Ừ. Tao phang chết con bà mày, cái thằng nát tiểu này, mày dám đánh cháu tao à? Chết là thằng cu mày. Mày đứng lại đây. Tao đâm chiêu vào đầu mày. Mẹ ơi, giao thừa rồi, đi về đi, đi về đi. Đi về à, đi về. Điểm nhấn của chương trình là các vị khách mời tuổi Mão vô cùng tài năng như diễn viên hài Phạm Vinh, một TikToker trẻ tuổi, được nhiều người yêu mến với những series hài dân gian gần gũi, hài hước mà không kém phần duyên dáng thu hút triệu view, hay style lĩnh vực chuyển đổi số Vũ Gia Luyện, tổng giám đốc công ty cổ phần giải pháp công nghệ thông tin quốc tế, top 10 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc, gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu. Chương trình còn có sự tham gia của các khách mời là những con giáp khác như ca sĩ Lan Quỳnh, quán quân phong cách thính phòng cuộc thi Song Mai 2022, hay tỷ phú nông dân Nguyễn Văn Tuyên, một trong những nông dân đầu tiên đem hoa cây cảnh về trồng ở xã Xuân Quan, huyện Văn Giang. Tài năng thể thao có sự góp mặt của cô gái vàng của bắn cung Việt Nam Đỗ Thị Ánh Nguyệt. Các khách mời đều là những người con quê hương đang cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Trong chương trình, họ chia sẻ về hành trình đến với vinh quang của ngày hôm nay và có cả những khó khăn, thất bại. Khó khăn mà em gặp phải đó chính là không có ai ủng hộ mình trên cái con đường mình đi cả, kể cả là gia đình. Những cái bài thể lực là những cái bài mà khó khăn nhất với em. Điều thú vị là các khán giả của chương trình được tương tác trực tiếp với các vị khách mời. Được mệnh danh là hot girl bắn cung, chị nghĩ sao về điều ấy ạ? Thế là em cũng rất là ngại bởi vì em không có nhan sắc hay gì hết. Để mang đến không khí mùa xuân, ekip sản xuất chương trình đã khéo léo lồng ghép đưa vào chương trình nét đẹp xin chữ, tục đối câu đối đầu năm và không khí hân hoan chào đón năm mới cho khán giả. Tôi xin lựa chọn chữ tầm. Tôi mong muốn tỉnh Hưng Yên chúng ta sẽ nâng tầm từ năm nay cho đến những năm sắp tới. Tôi chọn chữ phúc. Tôi mong muốn là nhà nhà đều ấm no hạnh phúc. Câu đối của bạn như thế này ạ, và mời bạn đưa ra vế đối. Tết đến gia đình vui sum họp. Tân niên an tiến đời thắm tươi. Một không gian âm nhạc đậm sắc xuân, đậm phong vị phố Hiến sẽ đưa người xem đến với một mùa xuân Hưng Yên thanh bình mà sâu lắng. Chương trình giao lưu quê mình phố Hiến xuân Quý Mão 2023 với chủ đề Hưng Yên khát vọng trẻ được phát sóng vào lúc 20:15 ngày 22 tháng 1, tức mùng 1 Tết, 6:00 ngày 23 tháng 1 mùng 2 Tết và 13:30 ngày 26 tháng 1 mùng 5 Tết trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình cũng được đăng tải trên các nền tảng số của đài. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Quý vị một năm mới hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Chúc mừng năm mới.